ra là có điện lên nhà. Dạ, đi lăn. Rồi, từ trong anh tới đây nè. Tới chưa nha, nói dưới đầu quá thì tới chưa. 1, 2, 3. Quay lên lại. Nè chụp được nghe, quay chụp. Đúng rồi, lên, tiến lên bước. Quay. Có không? Thì bởi vì như cũ mà. Là hành đó. Ủa dạng của tôi. Cảnh mưa này là tương đối là một trong những cái đại cảnh khó nhất của cái phim này và đòi hỏi cái sự tập trung của anh em ekip. Thời tiết Đà Lạt rất là lạnh, bây giờ là khoảng 18 độ mà hai bạn phải là ở ngoài trời rồi dầm mưa nữa, tạo mưa giả nữa. Cho nên là với một cái cảnh công phu như vậy thì anh đã chuẩn bị ở nhà, tức là đọc kịch bản, đọc đi đọc lại rất là nhiều lần với các bạn. Rồi sau đó là tạo mốt diễn ở nhà thì ra set mình chỉ có việc mình vào mình quay thôi. Vì cái set này hồi nãy giờ thật sự ra set up thì rất là lâu, nhưng mà quay thì chỉ được khoảng quay 30 phút đến 1 tiếng thôi, chứ mà quay nữa là diễn viên cúm. Bên cạnh đó thì là cái sự chuyên nghiệp, cái sự kiểu giống như là đầu tư vai diễn của chị Trương Huỳnh Anh và Khương Lê đã tạo cái sự thành công trong bộ phim này rất là nhanh và rất là đúng theo ý của Quân Anh. Lạnh quá, mình phải dùng cho nóng người. Mà mệt quá nè. Ok, đây là một phương tiện chứng đầu một cơn mưa tại Đà Lạt vào tối ngày hôm nay. Đây, mời hãy xem vào những gì của chúng tôi đang làm. Đeo chân xem rồi. Chỉ có 15, 13 độ thôi. Trên một cái khăn quá. Không có gì lạnh hết. Không gì lạnh á. Đổ mồ hôi thì nãy giờ. Đà ra thật trang ơi, lấy ra một cái khăn bự Đà ra ơi. Đổ mồ hôi thì nãy giờ luôn á. Đà ra ơi, lý mình với Hà ơi. Sao để cho những người mạnh không vậy? Không phải là dòng mưa đâu. Đây là mồ hôi của tôi nãy giờ mọi người. Con này không phải là rung đâu, cái này chỉ là hình thể diễn thôi. 8 mét luôn. Đừng dù mặt. Rồi xong mở mở lật qua bên này là cái mình dùng ba người ở đây. Nguyên tắc làm việc của tụi chị. Trong cái phim này nếu mà mọi người để ý thì thứ nhất là chỉnh chu về đồ đạc trang phục và mãn nhãn, mọi người sẽ hợp tất cả mọi người có thể coi xong đó thì có một vài bạn có thể lấy những cái ý tưởng mà bận đồ đó trang phục đó có thể áp dụng vào cho thực tế của mình luôn, rất là xinh xắn. Rồi còn vấn đề đầu tư nè, rồi đoàn phim này nói kia, chị Trương Huỳnh Anh mướn khách sạn ba sao cho mọi người ở Đà Lạt đúng mọi người, thấy ghê không? Rồi xong hình như là nghe đồn á là dựng lại một cái căn nhà ở trong rừng. Mà nếu mọi người xem cái căn nhà gỗ trong rừng là hình như là đoàn làm phim phải dựng lại gần như là 75% cái căn nhà đó. Tại vì căn nhà đó thật sự là căn nhà hoang thật. Rồi xong phải vô tái hiện lại một căn nhà đó để cho quay phim. Và ròng rã chúng tôi có được 6 ngày trên Đà Lạt. Và ngày nào cũng quay đêm. Anh em rất là mệt mỏi nhưng ai cũng đồng một lòng để cố gắng làm xong đó. Chứ không thôi OT thì tiền hơi bị nhiều nữa mọi người, không có vấn đề đó. Xin họ rồi xong lấy đồ xin ở đây.